Nám mà làm sáng da mà chị Hằng muốn demo cho mọi người ngày hôm nay. Đây là một trong những cái phương pháp không bong tróc, trị nám không bong tróc. Thì đối với hiện tại mùa hè như thế này và một số chị em chúng ta đang áp dụng cái biện pháp mà trị nám bong ấy, thì chúng ta đang có một vấn đề quan ngại là có những khách hàng người ta có thể kiêng được thời gian 15-20 ngày, người ta chịu xấu, người ta chấp nhận cái việc đó. Nhưng có những khách hàng thì người ta lại không, bây giờ điều trị cho tôi từ từ cũng được nhưng mà tôi không xấu được, hoặc là cái công việc của tôi hàng ngày tôi phải trang điểm, hàng ngày tôi phải giao tiếp, tôi không có kiêng khem được. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái bộ sản phẩm trị nám mới của Anh Quốc. Đây là cái line này là line chúng ta sẽ làm ở tại spa. Một tuần sẽ cho khách hàng làm ở tại spa 2 đến 3 lần một tuần. Còn lại thì ở nhà thì cho khách hàng sử dụng cái bộ nám mới này cho ấy, là chúng ta sẽ đảm bảo cải thiện được 80-85% nám của khách hàng, không có 100% nhé mọi người nhé, 80-85% nám. Sau đó thì chúng ta có thể là sử dụng laser bóc tách thêm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm những cái chấm để chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn cái sắc tố trên bề mặt da. Còn riêng đối với bộ này cộng với cái bộ kem nám này, nó cải thiện được 85% là tối đa đó. Cơ chế xóa nám của sản phẩm thì nó sẽ, đầu tiên là cơ chế của nó là khai thông và đào thải. Khai thông và đào thải là nó sẽ khai thông toàn bộ những cái phần đây, Hà phát cho mọi người để mọi người có thể nắm rõ được về cái phần sản phẩm nám. Khai thông và đào thải nhá, bởi vì là cái nám thì nó có thể là do là nhiễm độc những cái da, những phần mà tế bào bị nhiễm độc những cái sắc tố. Thì ở đây thì nó sẽ đào thải những cái sắc tố đấy ra khỏi bề mặt da của khách hàng. Thứ hai nữa, nó sẽ có cái tác dụng ngăn ngừa nám, bởi vì nó có những cái thành phần rất là tốt từ châu Âu để có thể ngăn ngừa và điều trị nám rất là tốt. Thứ ba là nó hạn chế quá trình oxy hóa. Mọi người biết là cái quá trình oxy hóa nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra nám sạm đúng không? Đầu tiên chúng ta thấy chúng ta bị sạm da. Quá trình oxy hóa đầu tiên khi mà nó gặp tia UV thì nó sẽ gây ra hiện tượng sạm da. Sau đó nếu chúng ta không loại bỏ hoặc là ngăn ngừa quá trình oxy hóa thì nó sẽ bắt đầu hình thành những cái nám sạm rõ ràng ở trên bề mặt. Đó, thì cái sản phẩm này nó hạn chế được quá trình oxy hóa, ngăn ngừa nám hình thành và nó bổ sung độ ẩm dưỡng chất cho da. Đối với những cái làn da mà khỏe thì mọi người thấy dần dần cái nám nó cũng tự hết, nó cũng sẽ tự đẩy xuống dưới lớp thượng bì, xong nó tự đẩy về vị trí của nó là nó nằm ở đáy của lớp thượng bì thôi, và nó giống như một cái anh lính để bảo vệ, công an để bảo vệ thôi. Còn lại thì toàn bộ các sắc tố đó nó bị tống vào một cái ngăn cách rồi, không cho để lên trên bề mặt, trừ khi là cái da nào yếu hoặc là những cái dấu hiệu nào mà nó cảm thấy nó bất thường ở trên da, nó cần phải đi lên bảo vệ, thì lúc đấy các sắc tố nó bắt đầu nó mới được giải phóng ra và nó đi lên để bảo vệ da khỏi cái vấn đề về ung thư da đó. Cái này thì hôm qua cái sơ đồ này là cái sơ đồ mà giải pháp xóa nám này thì bác Liên đã phân tích cho chúng ta rất là kỹ ngày hôm qua, và chúng ta có thể đọc ở trên tài liệu là nó đã có đầy đủ tất cả những cái giải pháp về cái xóa nám của cái bộ sản phẩm này rồi. Thông tin chi tiết của bộ sản phẩm thì nó sẽ có sữa thư giãn phục hồi làn da. Cái này của nó thì mỗi một cái sản phẩm của nó là 5 ml và nó có 10 lọ. Một bộ này chúng ta sẽ làm được 10 lần ở tại spa, và một tuần thì các chị sẽ cho khách hàng làm 3 lần nhé. Đó, và nó sẽ có từng cái sản phẩm, cái thành phần của nó hay công dụng chính của nó thì mọi người có thể đọc ở trên tài liệu giúp Huế, bởi vì là chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề trải nghiệm nhiều hơn là chúng ta tập trung vào học lý thuyết. Cái thứ hai đó là bột đông cô trắng sáng trị nám, thì cái này có 0,1g thôi. 0,1g thôi nhé mọi người nhé, rất là ít, nhưng mà cái bột đông cô này kết hợp với cái dung dịch pha để làm trắng sáng trị nám 3 ml, có nghĩa là khi mà pha vào nó sẽ được khoảng hơn 3 ml, và chúng ta tùy theo từng làn da để chúng ta có thể điều trị. Một là chúng ta sẽ điện rim nếu như nền da mà mạch máu nhiều và nền da mà vừa mới lột tẩy xong nhưng họ bị tái nám trở lại thì chúng ta chỉ được phép điện rim thôi, chúng ta không được tác động bất cứ một cái biện pháp nào mạnh xâm lấn vào cái da đấy. Sau khi điện rim tầm khoảng 3 đến 5 lần cái da của họ không bị yếu mạch nữa, da họ khỏe lên rồi thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới tác động bằng phương pháp vi kim, hoặc chúng ta tác động bằng phương pháp lăn kim nhá. Và lăn kim cũng chỉ lăn nhẹ nhàng thôi, 0,5 thôi, 0,25 đến 0,5 thôi, giống như là mở cái đường dẫn để đưa cái bột đông cô này nó vào trong da và nó sẽ tự phân hủy cái sắc tố nám ở trên bề mặt da khách hàng. Thì đây là phương pháp nám không bong này. Nếu như ai mà đam mê cái vấn đề về nám nhưng chúng ta muốn tìm một cái phương pháp không bong thì đây là cái bộ sản phẩm lựa chọn tối ưu mà Huế muốn giới thiệu cho mọi người. Cái sản phẩm này là của Anh Quốc nha mọi người nhé. Glutathione, rồi olipeptide, rồi EGF, niacinamide, hay sodihyaluronic, tức là những cái thành phần này là những cái thành phần mà rất tốt cho da, và mọi người biết là nó có khả năng làm trắng sáng và ức chế nám cực kỳ tốt. Cái thứ ba là tinh chất hoa súng xanh, cái này thì là 5 ml và 10 lọ. Cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta có thể là sau khi mà chúng ta đã lăn kim vi kim trên bề mặt da rồi thì đến bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng để bôi tiếp điện di lạnh để cho nó phục hồi và làm ngay nhanh lành cái vết thương ở trên làn da của khách hàng. Đó. Thứ ba là dung dịch mặt nạ trị nám trắng sáng, thì cái này của nó có một cái viên đây này, trong cái bộ này của nó này thì nó sẽ có một cái viên giống như là mọi người nhìn nó giống như là cái quy áo này này. Ở Hà Nội hôm trước mấy đào tạo mọi người tìm nhìn cái viên này mọi người không biết nó là cái gì, người thì đoán nó là viên sủi, người thì đoán nó là cái nào cái kia, nhưng mà ai mà đi ăn thường xuyên ăn ở những nhà hàng cao cấp đấy tầm khoảng 5 sao trở lên đấy sẽ thấy là những cái khăn ướt đấy họ thường họ sẽ để vào cái như thế này nén đó. Thế sau đó thì mình sẽ có một cái dung dịch như thế này và mình, khi mà chúng ta đắp cái chúng ta cho ra cái bát ấy, thì cái dung dịch này cho vào cái này nó sẽ nở ra tạo thành một cái mặt nạ và chúng ta sẽ đắp trên da khách lập tức cấp ẩm và làm dịu da cho khách hàng luôn. Có nghĩa là sau khi đắp xong thì cái làn da khách hàng nó sẽ khôi phục luôn và nó không bị tổn thương gì hết. Đó nên là người mới gọi cái phương pháp này là nám không bong, rất là tốt. Quy trình thao tác liệu trình chăm sóc thì chắc là chút xíu nữa thì mọi người sẽ trực tiếp được demo luôn. Sẽ có ai đó đang bị nám thì chúng ta sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này luôn. Đây các bước làm thì mọi người sẽ xem ở trên đấy cho đấy nhá. Các bước làm của cái bộ này thì mọi người sẽ xem ở trên tài liệu giúp Huế. Nó cũng đơn giản lắm, mọi người không cần phải ấy nhiều đâu tại vì là cái quy trình của nó có số đây rồi, rất là đơn giản. Đây là bộ sản phẩm trị nám ngày đêm của UK. Đó, bộ trị nám ngày đêm của UK thì nó sẽ có cái sản phẩm kem làm trắng trị nám vào ban ngày gọi là TAN1. Thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ sử dụng ngay sau bước nước hoa hồng, hoặc nếu như chị em nào chúng ta đang sử dụng tế bào gốc chúng ta có thể sử dụng một lớp tế bào gốc hoặc một lớp serum, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ sản phẩm kem này. Nhưng Huế lưu ý này, nếu như da nào mà đang yếu mỏng đỏ, bởi vì cái bộ sản phẩm kem đặc trị nám này cái thành phần của nó khá là mạnh, nên đối với da nào đang bị tổn thương, đang yếu mỏng đỏ, chúng ta sẽ phải chỉ sử dụng cái N2 này khoảng 1 tuần trước cho khách. Cho khách hàng sử dụng cái N2 này trước khoảng 1 tuần, sau đó mới được cho sử dụng tiếp 2 cái sản phẩm kem đêm và cái sản phẩm số 1 kem ngày nhá. Huế lưu ý nhá. Cái này để tránh trường hợp mà da khách hàng bị kích ứng dị ứng hoặc là da khách hàng sẽ bị mỏng đỏ lên. Nó sẽ có cái hiện tượng mỏng đỏ yếu nếu như mà chúng ta không biết cách sử dụng, bởi vì cái sản phẩm của nó giống như là chúng ta có dao, có búa ở trong tay, nếu chúng ta xử lý không tốt hoặc là chúng ta kỹ thuật không tốt hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ về cái sản phẩm, chúng ta chưa biết sử dụng, cho nguyên cả 4 cái sản phẩm này vào trên nền da yếu là nó sẽ bị phản ứng là đỏ lên. Nó không phải là dị ứng hay gì cả, nhưng mà nó yếu, da nó đang yếu mà cho cái lượng chất vào mạnh quá, nó tán sắc tố mạnh quá, nó sẽ gây ra phản ứng đỏ. Đó. Thì mọi người lưu ý nếu như da yếu là sẽ phải sử dụng cái N2 này trước, sau đó thì bắt đầu 1 tuần sau mới được phép sử dụng nguyên cả bộ. Còn nếu không, da khỏe bình thường chúng ta sẽ làm xong ở tại spa cái sản phẩm bộ đông cô kia kìa, bột đông cô trị nám kia xong thì chúng ta về nhà, chúng ta có thể cho khách hàng sử dụng tế bào gốc 1 ngày, sau đó thì hoặc là 3 ngày, sau đó ngày thứ 4 là chúng ta đưa luôn cái bộ này vào để nó ức chế và nó phân giải sắc tố luôn trên bề mặt da khách hàng. Và sau cái N2 thì chúng ta vẫn sử dụng cái bộ vẫn sử dụng cái kem chống nắng bình thường nhá. Cái sản phẩm đêm kem làm trắng trị nám ban đêm D1. D1 này thì chúng ta phải sử dụng cách cái D2 ít nhất là tầm 10 phút cho Huế. Tại vì là một cái là nó ức chế nám, còn một cái là sẽ phân giải sắc tố. Thế nên là chúng ta sẽ phải sử dụng 2 cái sản phẩm này nhưng cách tầm khoảng 10 phút. Đừng sử dụng liên tiếp, đừng vỗ nguyên lớp kem này xong lại vỗ nguyên lớp kem khác. Bởi vì sao? Với lưu ý mọi người đây là sản phẩm điều trị, nó không phải sản phẩm dưỡng da. Nếu như sản phẩm dưỡng da các bạn có thể kể cả là các bạn trộn với nhau, mix trộn đều với nhau và các bạn sử dụng như thế nào nó cũng không ảnh hưởng. Chỉ có điều là hiệu quả của nó là chậm hay là hiệu quả của nó nhanh. Nếu như chúng ta sử dụng đúng thì hiệu quả của nó nhanh, chúng ta sử dụng chưa đúng thì chúng ta thấy hiệu quả nó chậm. Nhưng riêng đối với sản phẩm điều trị các bạn sử dụng không đúng lập tức nó sẽ xảy ra phản ứng ở trên da. 1 nó nổi mụn, 2 nó kích ứng nó đỏ lên, 3 là nó sẽ nóng và nó rát ở trên da ngay lập tức. Nên là cái D2 này với cái D1 này mới lưu ý mọi người sẽ phải sử dụng cách ít nhất 10 phút cho Huế nhé. Còn đối với nền da yếu thậm chí là phải 15 phút sau mới được sử dụng tiếp cái D2 để cho cái D1 nó thẩm thấu hết vào da đi, xong sau đó thì 15 phút sau sử dụng cái D2 cho Huế. Đó, cái D2 này, cái D2 là kem hóa. Kem này thì nó sẽ phân giải sắc tố, còn cái kem kia của nó là ức chế sắc tố. Nó có 2 cái thành phần rất là rõ ràng, tính năng công dụng rất là rõ ràng, nên là nếu như khách hàng nói rằng em ơi chị sử dụng 1 lọ có được không, không bán. Bởi vì sao? Nếu như không có thành phần ức chế thì cái việc phân giải sắc tố ở trên bề mặt nó giảm đi 50% hiệu quả. Hoặc nếu như mà ở dưới là mình ức chế nhưng ở trên mình không phân giải được, nó cũng giảm đi 50% hiệu quả điều trị, đúng không ạ? Nên là nếu như mà hai cái sản phẩm buổi đêm này này, khách hàng nói là chị thấy nhiều loại mà giống nhau thì chị có thể bỏ một loại không? Không được bỏ. Chúng ta phải dùng theo đúng line này. Nếu như mà khách hàng không dùng được theo line này là chúng ta không bán.